chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh việt nam tv kính thưa quý vị và các bạn israel đã ký một thỏa thuận hòa bình với các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae tại nhà trắng cùng một tuyên bố hòa bình với bahrain qua trung gian của tổng thống mỹ donald trump thái độ này khiến các nhà phân tích và các nhà hoạch định chính sách luôn bàn rộn với hàng loạt câu hỏi làm thế nào mà ông donald trump gắn kết được các nước này và đạt được thỏa thuận này và tại sao lại là lúc này. Liệu nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến khu vực Trung Đông nói chung và đến sáng kiến hòa bình Ả Rập nói riêng? Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là hai nước chỉ trích mạnh nhất thỏa thuận Israel UAE. Tuy nhiên, có một nước khá yên lặng về diễn biến này, đó chính là Nga. Phản ứng với thông báo tháng trước của Nhà Trắng về việc Israel sẽ ký thỏa thuận hòa bình với UAE. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra một tuyên bố khá lãnh đạm tập trung chính vào hai vấn đề tầm quan trọng của Nga và vai trò thiết yếu của vấn đề Palestine. Theo tuyên bố này, Nga đã nghiên cứu thông báo từ phía Nhà Trắng rất cẩn thận và muốn nhấn mạnh rằng Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nước đồng bảo hộ cho tiến trình hòa bình Ả Rập Israel, và là thành viên của nhóm tứ tấu làm trung gian hòa giải Israel-Palestine, luôn hành động xuất phát từ sự cần thiết phải đạt được một sự hòa giải toàn diện ở Trung Đông tuyên bố của Nga cũng nói rõ vấn đề Palestine luôn và vẫn là trung tâm trong quá trình tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông. Phản ứng này của Nga không có gì đáng ngạc nhiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin xác định rằng ưu tiên của mình là khôi phục vị thế quyền lực của Nga trên thị trường quốc tế. Và theo mục tiêu của ông Putin đã xác định, Nga đã có nhiều hành động để khẳng định vị trí của Nga là một nhà trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông. Nhưng chính vai trò trung gian của Mỹ chứ không phải Nga đã giúp tạo nên một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt trong khu vực. Những gì đã diễn ra có thể xem là sự mất điểm với Nga. Sau đó khi nói về cuộc điện đàm giữa ông Putin với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 8, sau khi thông tin về thỏa thuận hòa bình Israel-UAE được công bố, Điện Kremlin có nói chính ông Netanyahu là người chủ động gọi điện chứ không phải là ông Putin. Với thỏa thuận Israel-UAE, theo Điện Kremlin, Nga ủng hộ một giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho vấn đề Palestine và hy vọng rằng thỏa thuận giữa Israel và UAE sẽ góp phần củng cố hòa bình và an ninh cho khu vực. Một cách hết sức cẩn trọng, ông Putin không hề chỉ trích thỏa thuận. Tuy nhiên, Nga cũng không hề đưa ra thông điệp chúc mừng việc đạt được thỏa thuận. Và Điện Kremlin nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Palestine, trong khi từ lâu Nga đã thừa nhận hầu hết các nước Ả Rập không còn xem trọng vấn đề Palestine như một thập niên trước, mà lo ngại của các nước này giờ đã chuyển sang tam vọng khu vực của Iran. Nga từ lâu thiên về ủng hộ trục hồi giáo sai trong khu vực có Iran. Trong bức cảnh này, có thể hiểu được việc Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga, ông Andrei Balanov, viết trong một bài báo đăng trên tờ báo Gazeta rằng Nga nhìn chung đánh giá tích cực về thỏa thuận Israel-UAE, nhưng cũng ghi nhận đây là thời các báo động tiềm tàng hiểm nguy cho tiến trình phát triển hòa bình của khu vực. Theo ông Balanov, thỏa thuận Israel-UAE sẽ rằng bao gồm cả chủ trương chống Iran. Trong khi đó, nhà phân tích Bocheskaya cho rằng Nga có thể sẽ thua ở vòng này khi Mỹ giúp Israel đạt được thỏa thuận với UAE và Bahrain. Tuy nhiên không nên vì thế mà đánh giá thấp người Nga. Moscow nắm giữ quyền lực mạnh ở khu vực. Nga nắm giữ sức cạnh tranh với Mỹ về ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Còn về các nước Trung Đông, không chỉ đóng khung với trọng tâm chủ yếu là chống lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực, thỏa thuận hòa bình đầu tiên giữa Israel và một quốc gia vùng Vịnh Ả Rập, còn đi xa hơn thế. Bởi không giống như các thỏa thuận hòa bình trước đây giữa Israel với Ai Cập năm 1979, Jordan năm 1994, vẫn chỉ ở cấp nhà nước chính thức mà không tạo điều kiện cho sự thâm nhập xã hội sâu hơn. Mối quan hệ hợp tác với UAE lần này sẽ để Israel tiến sâu vào trung tâm khu vực. Bằng cách phát triển chính trị, kinh tế và văn hóa tại UAE, Israel có khả năng đạt được khả năng tác động đến các sự kiện trên toàn khu vực liên quan đến Yemen, các quốc gia khác ở vùng Vịnh và thậm chí là cả Iraq. Trong bối cảnh như vậy, thỏa thuận là một tin rất xấu đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Cả hai quốc gia đi đầu trong việc phát triển một kiến trúc an ninh khu vực, ý thức hệ thay thế cho chủ nghĩa bảo thủ của các quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh và Ai cập để ngăn chặn sự liên kết giữa UAE và Israel đạt được động lực chiến lược thay đổi cuộc chơi trong những năm tới. Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar sẽ phải hợp tác chặt chẽ với nhau hơn để không chỉ về chính trị và nền kinh tế mà quan trọng là tư thế chiến lược của cả ba. Thổ Nhĩ Kỳ coi Iran là một đối thủ trong khu vực nhưng tư duy này sẽ phải thay đổi. Nếu không, một liên minh giữa chủ nghĩa bảo thủ Ả Rập và chủ nghĩa bành trướng của Israel có thể sẽ thiết lập một lợi thế chiến lược trong tương lai không xa. Giới phân tích đánh giá rằng Iran có thể sẽ là quốc gia chịu thiệt nhiều nhất từ mối quan hệ UAE và Israel, thậm chí nhiều hơn là cả Palestine. Bất chấp sự phản đối của UAE rằng thỏa thuận không nhằm vào Iran, phía Tehran đã xác định thỏa thuận này là mối đe dọa lớn nhất đối với lợi ích chiến lược trong khu vực Nỗi sợ hãi trước mắt của Iran là hiệu ứng domino trên toàn vùng Vịnh, với các quốc gia nhỏ như Bahrain và có lẽ là Oman sẽ nối tiếp bước nhau sự tiên phong của UAE trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel. Điều này sẽ làm gia tăng cảm giác bị bao vây của Iran, đặc biệt trong bối cảnh đang phải chống chọi với chiến dịch gây áp lực tối đa của Mỹ nhằm tìm cách thay đổi hành vi của Iran trong khu vực theo các điều khoản do Washington yêu cầu về chung và dài hạn. Iran lo sợ sự xâm nhập sâu rộng của Israel vào khu vực trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng và dầu khí đến can thiệp chính trị và hợp tác tình báo. Câu hỏi quan trọng ở thời điểm này, Iran dự định làm gì để giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra từ thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Iran chắc chắn sẽ gây áp lực lớn hơn lên cả Israel và UAE để khiến họ phải suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào các dự án an ninh và quốc phòng chung. Gây áp lực lên Israel dễ dàng hơn thể hiện qua việc Iran bao vây Israel từ phía Bắc, thông qua đồng minh Hezbollah của Liban và từ phía Nam thông qua các nhóm vũ trang Palestine. Nhưng gây áp lực lên UAE khó hơn, đặc biệt là vì Iran có quan hệ ngoại giao với UAE và đang có tranh chấp song phương về ba hòn đảo ở tại vùng vịnh. Ngoài ra, hàng trăm ngàn người Iran đang sống tại UAE, đặc biệt là ở Dubai, sau đó tạo ra đoàn bẩy và giang buộc cho cả hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh một thực tế lớn hơn rằng bất kể điều gì xảy ra, Hai nước cần phải tiếp tục gắn bó. Iran có thể làm nhẹ bớt thỏa thuận UAE-Israel bằng cách tiếp cận với hai quốc gia mà họ có chung một số lợi ích chính trị, chiến lược và thậm chí lợi ý thức hệ. Trong các lựa chọn có thể kể đến Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai quốc gia đều sẽ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hòa bình giữa UAE và Israel. Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt tức giận vì nước này bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với UAE Taliban. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mối quan hệ gay gắt với UAE tại Syria. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc UAE hỗ trợ tài chính và hậu cần cho đảng người Kurd tại Đông Bắc Syria. Ngoài ra Ankara và Abu Dhabi cũng xung đột về vấn đề Qatar khi UAE cùng với Ả Rập Xê Út tìm cách cô lập quốc gia này kể từ tháng 6 năm 2017. Không cần phải nói, giữa Doha và Abu Dhabi cũng chẳng thể nào có được một mối quan hệ thiện trí. Bất chấp sự thăng tiến thời gian vừa qua Iran có thể gặp những trở ngại lớn không thể vượt qua khi Mỹ, Israel, Arab Saudi và UAE tập trung mọi nguồn lực để chống lại nước này. Trong tình trạng hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar không thể hy vọng làm đảo lộn cán cân quyền lực đối với các quốc gia vùng vịnh và Ai Cập. Do đó, điều tốt nhất là cả ba cần có sự bắt tay. Iran, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ khả năng thực hiện các dự án dài hạn. Ví dụ như Iran và Qatar đã tập hợp các nguồn lực và chuyên môn để phát triển dự án khí đốt tự nhiên ngoài khơi. Đối với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước có lịch sử quan hệ song phương bền chặt và bất chấp những căng thẳng gần đây về Syria, mối quan hệ của họ vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, nếu như cả ba quốc gia muốn tránh bị các quốc gia Ả Rập, Israel và Mỹ dồn ép, họ cần gạt bỏ những khác biệt và sức ý ngoại giao bằng cách đạt mối quan hệ chung trên bình diện chiến lược bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo